À, xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đến buổi live của mình. Mình sẽ chơi liên minh điện thoại. Yeah. Mọi người like cho mình một xin một like, một chục like giúp mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chơi một lông xạ tiễn rồi. Căng thẳng vậy, mấy sao tỉnh như mình căng thẳng vậy. Ui, sao da kìa, ui, sao da nó mạnh. Kiếm thêm con xạ tỉnh nữa thôi gì chứ. Không có bút lòng cho ngon nhỉ, cho mấy con thằng. Ui, sao da nóng, thường trong nóng. Rút rút ui ui rút nó quạt của muốn em nó quạt chết hết à đồ của mình nó hết đống mất rồi trộn. Thêm một cái cuồng đao thôi đấy. Có thêm một cuồng đao thôi. Quốc, cuồng đao cho nó luôn. Cuồng đao Nga tiên. Nó con đôi này. Bỏ bờ rang đi cho con tăng cơ khác vậy, tăng cơ sĩ như con ngon thế này. Hai cuồng đao tính đồng dồn kìa. Ui ngon lành luôn. Không trúng luôn. Trong ba là góc đứng thôi. Trong ba là góc đứng thì lát nữa mình tùy chéo qua. À, cái này cái thông đạo đúng không? Cái chết được hồi sinh ấy, anh nghĩ lấy đó cho một thằng, cho thằng tăng đứng đầu. Được thêm một mạng thâu trên mặt. Nếu như này thì mình cứ mất hết được. Năm sao tỷ là nhiệm tí một cái thứ hả? Ui kiếm đâu ra đẹp riêu vậy? Sao cao quá. Bây giờ anh tính thế nào? Thế con nào? À, thế một con ngọc long nè. Thế con này. Ngọc long thấy đủ rồi, thế nó đẹp.
Ừ, chưa, ôi, phải chia ra, phải chia người ra. Cái đấy thì chung là nó dẹp, giải đi hết. Giờ lấy đồ tăng thôi, úp đồ tăng nó thôi chứ. Anh lấy con này, để qua này. Để chia ra, anh nhiều đam mà. Con rút anh nhiều đam thì anh chia đều ra. Chia hai góc rồi. Để cho nó tự chạy ra với nhau. Rồi roll thôi. Rồi roll thôi. Vô rồi. Roll roll nha. Anh hết quay này anh đi luôn. Đéo kìa. Kêu lên được mà. Kêu không? Gặp rồi thì kêu. Ôi, vậy rồi. Lại rồi. Ừ, gõ đó phải để view lên chơi mới đúng. Để phải view lên xong rồi để con gì cũng sau. Mà nhìn trước nó hơi mỏng. Nhất luôn. Im chùa. Ui, nhà xui dưỡng nó đẹp. Kích được 6 xạ tiễn mà hơi thiếu tay. Chơi ngọc, như vậy là chơi con đó chúng ta là con em nhé, cầm 2 cái quần đao thì cầm một máu, cầm đó hai cùng đao đang cầm gì nữa? Không biết. Thiết kiếm. Anh thích sát thương mà. Thiết kiếm à? Cái cuối cùng là cầm cái gì? Cái món cuối cùng cầm cái gì? Thiết kiếm. Em đao với thiết kiếm hoặc hai cùng đao với việc khổng lồ. Lắm nhé. Thầy còn đau con đó mà cầm được một hồn chứ không? Rút một cái là trắng ống đó. Mày cũng gì đây bật con ơi. Đúng giờ na nha. Tông để giết vọng sau khi sợ bạn. Đừng nha. Nha. Nha với IV. Nhưng mà ở đây IV thì Gana Darius. Anh nói với ông đi, nó chọn là anh không biết đi rừng, mà chứ không đi giờ đi rừng. Nói gì anh? Talk to him. Hello, mẹ anh khỏe không? Nhớ. Không nhiều không? Hiếu anh ơi,
Thì mình mang tay lê ra, mình sẽ mang chùm kiên nha, nha mang thư đốt. Mình cứ dài à, mọi người cứ đoàn chùm kiên cho an toàn. Nhưng mà con tứ này mình đánh thành chắc tay nữa nè. Đánh chắc tay thì mình cầm tay chắc luôn chứ. Nhưng mà đầu game thì đi ra được. Chết game hài hà, game Christmas, game mà dùng nút chụp chụp gì đó vui lắm. Cô đồ PC bác mấy cái game nhiều người thì cái thài đồ PC đặt em lên coi biết luôn lên em kiếm rồi ngoài là kiếm được vài một cái game khá là hay nhưng mà nó hơi kén người chơi, hơi ít người chơi. Không phải là kén đâu, quan trọng là cộng đồng, chứ được cộng đồng thôi. Ví dụ như em là một thằng chơi mà tự nhiên em có 5-6 thằng chơi chung với nhau. Vừa chơi vừa nói chuyện. Mình đây. Anh không nói là bất cứ ví dụ như 5 thằng đi. Đúng chưa? Yeah. Em dành slot cho một thằng cộng đồng nó vào nó chơi. Yeah. Hay là chơi thì phải chơi với cộng đồng, chứ chơi một mình á nó khó xây dựng lắm. Yeah. Có cộng đồng rồi đến lúc đó làm gì cũng dễ. Có thấy anh rồi. Rồi lúc có tương tác của em nó cũng dễ, rồi các em kiếm tiền nó cũng dễ, có nhiều kèo. Ôi giời. Giờ mà nó lúc vào lát. Tóc vào lát. Ok, mình cũng biết cách xử lý chứ bộ, gặp tay rớt thì đánh thằng thang mà. Chẳng qua nó hơi... nó hơi bị khó ngay, ủa sao? Gì? Đã kết hợp kìa. Có chịu chưa? Anh đi mua cái điện thoại đâu rồi ta? Sao cảnh đó vậy? Em nãy giờ em không biết điện thoại. Không, không phải, không quay. Ủa, phải đâu ta? Quá. Ok, bóng chốt vẫn là hit and run. Ôi. Nha, chưa từng ngán kèo đã rớt rồi nha. Thì đã nói mình chỉ thua khi nào mình đánh lỗi và thực sự lỗi mình mới chết, chứ mình chưa từng nán thì ra rớt nó hết nha. Nhưng mà giờ mình sẽ về thôi, nó chuẩn bị rồi. Hai gần top, thấy gần ở trên top rồi nhưng mà cũng chả sợ.
nó sẽ an toàn hơn. Một cái gì khác phép, tại sao cái gì mình không biết. Rồi, Eston, Eston. Ai? Ai? Ok, cái tính này là rất dễ chảy luôn. Alex thì mình chỉ có tốc hành thôi. Alex thì mình chỉ có tốc hành thôi nha. Dở quá. Bạn lại nó chỉ ngừa lên trên cái dưới theo đập thôi là xong rồi. Chuẩn bị bắn trụ luôn. Bắn trụ mạng luôn. Quay lại bắn trụ nha. Đúng luôn. Ê, dở rồi. Bị sao quá. Em chưa, em sẽ có chiêu chạy nữa. Đáng chậm quá. À, bà ra mình kéo quá mọi người ơi. Ơ, ở đây. Thôi rồi. Ôi dồi ôi. Wow. Hôm nay bà biết được phá cam dữ thần hết nha. An enemy has been slain. Ai mà tao gần top rồi bà con ơi. Không mà nó có một dài Conan. Anh Conan này mai mình gặp Philo, à mai gặp Thành. Không thọt lắm Philo vừa phải. Ừ mày cướp, ừ mày cướp.
Nên là mình biết chắc là mình né được cái quy nó mình quay lại đi ha. Mà quả nó cũng may mắn thiệt á. Không, mình chứ quy lần là muốn củ tỏi rồi. Quả nó giật giật để mình né cái quy của nó đó mà thôi. Nó đi thẳng luôn thì sao, giật lại thì sao, giật yeah, lên, đồ, chơi á. À, anh cầm thép phải khó chịu quá, nhớ quay con luôn. Còn một nóng, có kịp, sao không có kịp được. Ôi dồi ôi dồi, có này. Ta tóc cũng chết. Lại đi anh ơi. Chơi kìa. Né. Ôi hay quá. Ăn luôn hết chi chạy rồi. Rồi ôi chạy luôn. Cố gắng sống là được. Đẹp quá đẹp rồi. Tiêu đốt luôn kìa. Gì vậy? Cặp luôn à. Cặp quyến luôn. Bốn thằng luôn à? Đó, ba thằng à. Thằng ấy nó không là bốn à? Mấy thằng lì nè, mấy chút xíu xíu, mấy nhỏ xíu 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 à. Nhỏ xíu à, ai thấy nhỏ xíu. Nhỏ xíu nhưng mà nó không có nhỏ. Đúng rồi đó. Đây con nào đánh gì đó. Á, trời, chịu ăn phép, khó chịu lại chứ. Ồ, có phải gì mình sẽ chết được không? Wow, quả đó mình chúng ta cứng rồi. Chắc là chúng mình nào chẳng có phá lát rồi đấy. Nên được thì mình nhảy lên trước luôn. May mắn quá. Thằng rừng hết nè, thằng rừng hết vào lát nè. Cây vái liền. À, hàng con thép vậy, khó chịu quá. Còn đó là phải đánh luôn, bài này quýnh luôn, còn không là để bóc bỏ chết luôn á. Con ra, hết vào lát.
Bật lên bình thường. Hết 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 không rồi à, còn không rồi, còn rồi. Cầm đi, cầm đi. Chỉnh quá. Thấy giờ ơi, thấy không anh? Anh có nhìn thấy nha, đừng nói không thấy đó. Nó có dí, nó có dí đâu, nghĩ là miếu. Nó nghĩ miếu. Dí đi, dí tiếp. Mấy cái cặp đôi boss này nó lại có tiêu mấy chiếc lên. Mà buồn cười vậy. Ê, nghi đây, nghi đây. Ừ. Làm cái này chứ. Ôi lên cái đầu tiếng liền, không có để lâu được. Win được, xem mình mạnh lắm. Ái nhìn con Vũ Công này hết muốn chơi rồi đó. Em lại nhìn thấy Vũ Công này hết muốn chơi rồi đó. Vũ Công lực như thế mà gặp Top nó bị play hồi nãy nữa. Giờ Top nó bằng flash mình rồi nè. Ôi 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 ôi. Ôi ôi đại ca ơi. Má dí nhặt tao bớt luôn kìa. Hết thời gian rồi mình đứng mình ăn nhúng rồi. Cười với buồn cười mà.
ngại quá, ngại quá. Em đi còn à? Dạ, em đi còn. À, hết like rồi. Chỉ là đi còn xong rồi đăng theo ngày đúng không? Dạ, đăng theo ngày. Ui. Mấy này sao không có được. Ơi em nhảy rồi đó mà em không nhìn thấy. Nhảy quay thấy này được mới lạ. Bỏ đây em flash mới đúng. Bỏ đây tiếc em flash. À, không này em nhảy được rồi em flash đi chứ. Flash đi mới đúng. Đây là lột ngay cái vòng nó. Em nhảy ngược về tôi đi bộ. Hoặc flash mẹ từ đầu luôn. Chờ đỡ tiếc quá, tiếc quá. Trời ơi. Tao tiếng rồi thì không sợ nữa. Vừa cho em vừa tăng, không vừa lên thêm cái này. Kèm thêm cái này. Cái này. Cái này. Bao giỏ. Ôi trời ơi, thằng này xuất hiện em không biết nữa này. Chạy đây coi. À, à. Ba tám không khỏe hả? Có, rừng có. Rừng, má rừng, em không biết rừng ngay đó luôn kìa. Biết không lụm mẹ cái mạng đó đi rồi. Để lâu kì. Thôi chạy luôn. Cười. Mù. Gì mà hút. Cười. Đang chạy trong mù đứng này hả? Thì không, nó đang chạy mà nó bị con Timo á. Nó ném cái PT vô mà không là nó quy cú đó là nó ăn được mạng rồi. Bị Timo ném cái PT vô mùi mù luôn. Không làm được gì á. Tui luôn mất rồi. Mất không rộng rồi. Mất một triệu rồi chứ. Ôi trời ơi, đập mặt tôi. Lột qua. Dạ. Tường đó bự vậy sao lột qua. Dạ tường đó bự lột được. Nhìn thấy với các tường nhỏ nhỏ mới lột được. Ôi quả đã làm solo kill nó chắc luôn á. Đi nào rồi. Không có tele ra. Chơi này nhớ hồi xưa mình chơi bắt bị xong quay qua mình chơi cái mùa này. Chạy đi anh, chạy đi anh. Quăng cái đó đi đánh nhanh hơn. Đó không, em thích cái thị, em thích cái thị kiếm của tam hợp á. Ôi chết mẹ. Về ra cái chiều nó được cộng. Dạ. Anh kết nộ được rồi. Quýnh được nè. Đừng bày á, đừng bày á. Lên đi anh. Né được nước luôn nè. À, anh bay không qua tường à? Trời ơi, anh bay qua tường đi, có chứ. Em né được cái đúp đúp cái quy của nó luôn á trời. Rồi cũng bé kìa. À nó không rờ, không rờ. Ừ, cái đó kia nó khó rờ. Mà quả nó bay qua tường là giết nó xong, anh em chạy rồi, tại vì nó còn tí xíu máu thôi. Mà anh đi bất tầm, nó chạy bất tầm của anh, không giết nó. Làm quả nó bắn nó, thấy là em hồi máu rồi, em không chết được. Má thấy anh đi bay qua tường, nó cũng bay qua tường được. Chứ nó sao giết được em được. Con game cực mạnh.
Má chứ bức Baron là may hết trời. Ok, cẩn thận nha, có tay leo nè. Em về đâu, cú bóp đó. Muốn đi ăn, muốn đi ăn, em chạy được. Mày bị điên à? Có cái quần què thế này. À, má em solo kill đó, solo kill đó. Không mà hiểu luôn. Anh đây đi ra thì có dạ đâu nhỉ? Một trận được không? Một trận nó mới hết tiếng. Một trận nó mới đủ được tiếng. Còn hả? Thì còn có nửa tiếng đủ không? Em tạm dừng này. Ủa được hả? Thì còn tạm dừng này được đúng không? Đâu rồi đó. Lần nó lên lên dĩa luôn. Nó thật bị nghe đúng không? Dạ. Gặp nó vô. Con rare bỏ diệt khổng lồ được không? Ra được anh. Được ban hội. Mà anh thấy thì khổng lồ đừng được em bỏ cho con ra. Con ra bỏ mấy cái hộp mana như là cái buồn lông gì đó. Đánh hộp mana cái kiểu chiu 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 đặc. À có thêm cái kiểu mana học gì đó. Má chiu đặc. Chiu 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 chiu. Má chiu mạnh cực luôn ấy. Cái găng tay má chiu chí mạng. À, nó bé tâm linh rồi. Hồi hồi máu y cái bấy luôn. Đi được rồi. Máu đi cậu. Đúng rồi, uống máu cái nữa cậu. Sống được rồi, không tuyệt vời. Nó chậm lên hả? Anh không có tụ lông này. Giờ sẽ bỏ một con luôn. Ủa sao mình bỏ một cái lát xuống. Win rồi, con Rai nó không có chữ dễ luôn. Cuồng đao thôi chung. Cuồng đao đánh hồi máu xong rồi thêm cái găng tay và đánh bắn chí mạng. Và phép chí mạng. Có chữ cái nào một thành chết luôn á. Thiết cái cuồng đao thêm cái ấy cuồng đao thôi mà là cái đoạn đao á màu xanh á đoạn đao màu xanh nữ anh cứ cho ta đúng rồi đây là từ đây nè thêm cái nước mắt cái này nè đây cái này nè ngọn thương nữa thôi đủ lắm con này lấy 3 tiền nữa. Để con này ra ngoài cái không
thêm cái nick mắt nữa là cắm vô lòng ra chữ như cái máy luôn. Cái tiêu thượng long kìa, chuẩn rồi, đủ là hình luôn á. Tiêu thượng long với tiêu thượng long. Xem thử nó đồ ghét đi nào. Ui, vậy thì phí rồi. Nhặt cái nó tiền và lấy nó của loại. Xong chưa? Xong đi sáng. Ủa này đâu? Lấy rồi, lấy rồi. Đợi. Xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream của mình hôm nay nhá. Hẹn gặp mọi người với livestream khác. Cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt. Chào anh em.